Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. 1. Pi tiền điện tử và tiêu chuẩn tuân thủ ISO 2022, 20 hợp nhất thế giới tài chính truyền thống và tiền điện tử. 2. Manet 2024, bước nhảy vọt vĩ đại của Pi Network cho thế giới. 3. Tích hợp dữ liệu Google trên Pi Blockchain hướng tới Pi Open Manet. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. 1. Bi đi tiền điện tử và tiêu chuẩn tuân thủ ISO 2022 20 hợp nhất thế giới tài chính truyền thống và tiền điện tử. Thưa quý vị, lĩnh vực tiền điện tử không ngừng phát triển. Việc tích hợp với các hệ thống tài chính truyền thống đã trở thành trọng tâm chính cho một số dự án tiền điện tử nhằm mở rộng cơ sở người dùng của họ. Một khía cạnh hấp dẫn là khả năng tương thích với tiêu chuẩn ISO 2022 20 cho phép các dự án này kết nối liền mạch với các hệ thống tài chính thông thường. Bi, một dự án tiền điện tử đang xây dựng hệ sinh thái của riêng mình là một trong số ít các dự án tiền điện tử đã đạt được tiêu chuẩn ISO 20022. Tuy nhiên, việc tuân thủ tiêu chuẩn này không phải chỉ có ở Pi mà còn được chia sẻ bởi một số dự án tiền điện tử hàng đầu khác như XRP, QUANT, Angoran, Stellar, Hedera Hashgraph, IOTA và XDC Network. ISO 20022 là gì? ISO 20022 là tiêu chuẩn toàn cầu cung cấp khuôn khổ cho việc trao đổi dữ liệu và thông tin tài chính. Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn này, các dự án tiền điện tử có thể điều chỉnh hoạt động của họ với hệ thống tài chính lớn hơn, cho phép giao tiếp và giao dịch hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Tầm quan trọng của việc tuân thủ ISO 20022 đối với Pi và các dự án tiền điện tử khác. Một tiêu chuẩn thống nhất cho phép các dự án tiền điện tử tương tác và tích hợp với cơ sở hạ tầng tài chính thông thường hiệu quả hơn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho luồng thông tin và giao dịch giữa các thế giới khác biệt trước đây. Việc tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu cho phép các dự án tiền điện tử được nhiều tổ chức tài chính khác nhau chấp nhận và sử dụng, mở đường cho việc áp dụng rộng rãi hơn. Việc áp dụng ISO 20022 tạo cơ hội cho các dự án tiền điện tử và các tổ chức tài chính truyền thống hợp tác chặt chẽ hơn. Điều này mở ra cánh cửa cho sự đổi mới và phát triển mới trong cả hai lĩnh vực. Ý nghĩa đối với tương lai của Pi và hệ sinh thái tiền điện tử. Bằng cách tuân thủ tiêu chuẩn ISO 20022, Vi thể hiện cam kết của họ trong việc tích hợp công nghệ blockchain vào cơ sở hạ tầng tài chính lớn hơn. Điều này không chỉ tạo niềm tin cho người dùng về tính bảo mật và tính hợp lệ của giao dịch mà còn mở ra cơ hội hợp tác lớn hơn giữa thế giới tài chính truyền thống và tiền điện tử. Việc áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu của các dự án tiền điện tử như Pi là một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra một hệ sinh thái tài chính toàn diện và kết nối hơn. Hy vọng điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, tạo ra những khả năng mới trong cách chúng ta giao dịch và sử dụng tài sản kỹ thuật số. Pi cryptocurrency là một trong số ít dự án tiền điện tử áp dụng tiêu chuẩn ISO 2022. 20 Động thái này là một phần trong nỗ lực của họ nhằm kết nối thế giới tài chính truyền thống với sự đổi mới về tiền điện tử. Với khả năng tương thích với các tiêu chuẩn toàn cầu, Pi và các dự án tiền điện tử khác đang mở ra cánh cửa cho sự cộng tác lớn hơn, mang lại lợi ích cho người dùng ở cả hai lĩnh vực. Do đó, việc tuân thủ tiêu chuẩn ISO 2022 20 không chỉ liên quan đến công nghệ mà còn liên quan đến việc chuyển đổi căn bản mô hình tài chính toàn cầu. 2. MyNet 2024, bước nhảy vọt vĩ đại của P-Network cho thế giới P-Network, một hiện tượng trong thế giới tiền điện tử, đã khuấy động cộng đồng của mình với tin tức rất được mong đợi về việc ra mắt MyNet vào năm 2024. Kể từ khi thành lập hơn 4 năm trước, P-Network đã thu hút sự chú ý của hơn 50 triệu người người trên hơn 200 quốc gia mà không yêu cầu bất kỳ khoản phí hoặc khoản đầu tư nào từ người dùng. Sự hiện diện độc đáo của nó trong hệ sinh thái tiền điện tử là minh chứng cho một kỷ nguyên mới nơi công nghệ đóng vai trò then chốt trong cuộc sống con người. Không giống như các dự án tiền điện tử khác, Pi Network đã xây dựng thành công một mạng lưới dựa trên sự hợp tác tự nguyện giữa các thành viên. Cộng đồng mạnh mẽ này là nền tảng cho sự thành công của nó, hứa hẹn cho mỗi người tiên phong một phần thưởng công bằng cho những đóng góp của họ. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận miễn phí và không cần đầu tư, Pi Network đã tạo dựng được danh tiếng như một hiện tượng bao gồm sự hợp tác và trao đổi tự nguyện tạo sự khác biệt với nhiều dự án tiền điện tử hướng đến lợi nhuận khác. Sau hành trình đáng kinh ngạc kéo dài hơn 4 năm, P Network bước vào một chương rất được mong đợi, giai đoạn MyNet. Là một bước mang tính cách mạng trong thế giới tiền điện tử, MyNet 2024 dự kiến sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử cho P Network, cho phép những người tiên phong gặt hái đầy đủ phần thưởng từ những đóng góp của họ. Sự thành công của P Network trong việc thu hút hơn 50 triệu cá nhân từ khắp nơi trên thế giới mà không tính phí hoặc yêu cầu đầu tư là minh chứng cho sức hấp dẫn và sức mạnh của cộng đồng. Trong khi các loại tiền điện tử khác có thể tập trung vào lợi nhuận hoặc đầu cơ, Pi Network nhấn mạnh sự hợp tác và hỗ trợ giữa các thành viên trong cộng đồng của mình. Sự hiện diện của Pi Network không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tiền điện tử, nó đã hứa hẹn một tầm nhìn rộng hơn. Với MANA được mong đợi, Pi Coin đặt mục tiêu trở thành phương tiện trao đổi toàn cầu, cho phép những người tiên phong giao dịch liền mạch trên nhiều nơi trên thế giới, định hình lại bối cảnh của nền kinh tế kỹ thuật số. Tuy nhiên, Bên cạnh lời hứa lớn của MyNet 2024, còn có những thách thức phải đối mặt. P-Network sẽ đảm bảo an ninh giao dịch và bảo vệ người tiên phong khỏi gian lận tiềm ẩn như thế nào. Cộng đồng P-Network có thể duy trì tinh thần đoàn kết và tình nguyện khi dự án tiến triển không? Với những thay đổi được mong đợi đi kèm với MyNet, P-Network sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ không chỉ với tư cách là một dự án tiền điện tử mà còn là một. Phong trào định hình lại nhận thức về cách công nghệ có thể đoàn kết và trao quyền cho hàng triệu người trên toàn cầu. 3. Tích hợp dữ liệu Google trên Pi Blockchain hướng tới Pi Open Mainnet. Bước đột phá gần đây đã xuất hiện trong hệ sinh thái Blockchain. Dựa trên thông tin mới nhất, dữ liệu từ Google đã xuất hiện trên Blockchain Pi. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi và suy đoán về hướng đi của nhóm nòng cốt đằng sau dự án Pi. Trước cuộc điều tra gần đây được thực hiện trong vài giờ qua, việc tích hợp dữ liệu từ gã khổng lồ công nghệ như Google vào mạng chuỗi khối Pi đã trở thành trọng tâm chính. Điều này đã gây ra sự suy đoán rộng rãi về việc liệu đây có phải là bước đệm hướng tới Pi Open Mainnet hay không, một khía cạnh rất được mong đợi trong dự án. Một thành viên của nhóm cốt lõi Pi, Nicola, trước đây đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chuyển trọng tâm từ Web2 sang Web3. Với sự tích hợp dữ liệu của Google này, một giả thuyết xuất hiện rằng bước này có thể thành hiện thực. Việc kết nối thế giới Web2 với Web3 không phải là điều dễ dàng, nhưng có vẻ như nhóm Pi đã quyết tâm thực hiện bước này. Nicola cho rằng về mặt lý thuyết, việc kết nối giữa Web2 và Web3 là rất khả thi. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế lý thuyết này trong bối cảnh tích hợp dữ liệu Google vào chuỗi khối Pi chắc chắn là một thành tựu đáng kể. Sự tích hợp này có phải là một phần trong chiến lược dài hạn của nhóm Pi nhằm đẩy nhanh việc ra mắt Pi Open Mainnet không? Đó là một trong những câu hỏi nảy sinh giữa các nhà quan sát ngành công nghiệp blockchain. Ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này rất khác nhau. Một số người tin rằng việc tích hợp dữ liệu của Google có thể là động lực để Pi tăng tốc các bước của họ hướng tới giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, một số người nghi ngờ điều này và coi đây là một sự kiện riêng biệt có thể không có tác động đáng kể đến lộ trình của Pi. Một nguồn tin nội bộ liên quan đến nhóm phát triển Pi cho biết họ đang chuẩn bị cho một thông báo quan trọng trong thời gian tới. Thông báo này được cho là làm nổi bật sự tích hợp dữ liệu của Google và tác động tiềm tàng của nó đối với Pi Open Mainnet. Trong khi đó, Cộng đồng tham gia dự án Pi đang theo dõi cẩn thận những diễn biến gần đây. Với tiềm năng mở Pi Open Mainnet, người dùng hy vọng sẽ thấy một mạng blockchain phi tập trung hơn, có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn. Cách tiếp cận hợp nhất web 2 với web 3 đã trở thành tâm điểm cho nhiều dự án blockchain hàng đầu khác nhau. Pi, với động thái gần đây, dường như đang đi đầu trong việc khám phá sự tích hợp giữa hai thế giới này. Việc tích hợp dữ liệu của Google vào Pi blockchain có thể là một chương mới trong quá trình phát triển của blockchain. Điều này có đưa chúng ta đến gần hơn với Pi Open Mainnet không? Câu hỏi này vẫn là một bí ẩn hấp dẫn và thế giới blockchain đang háo hức chờ đợi thêm thông tin từ nhóm cốt lõi Pi. Mặc dù thời gian sẽ đưa ra câu trả lời nhưng có một điều chắc chắn, bước đi gần đây này đã mở ra cơ hội cho sự suy đoán rộng rãi trong giới quan sát trong ngành và cộng đồng người dùng Pi. Trong bối cảnh tích hợp dữ liệu của Google vào Pi Blockchain, động thái này đã thu hút sự chú ý đáng kể trong giới công nghệ. Khám phá này trở thành một phần thú vị cần nghiên cứu sâu do ảnh hưởng tiềm tàng của nó đối với hệ sinh thái chuỗi khối Pi và khả năng mở Pi Open Mindset. Điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa và ý nghĩa của việc tích hợp này, đặc biệt là trong bối cảnh nhóm Pi co chuyển đổi từ Web 2 sang Web 3. Sự thay đổi này không chỉ bao gồm cơ sở hạ tầng công nghệ mà còn tác động của nó đến người dùng và sự phát triển toàn cầu của công nghệ blockchain. Tích hợp dữ liệu của Google, một bước hướng tới Web 3. Việc tích hợp dữ liệu từ gã khổng lồ công nghệ như Google vào chuỗi khối Pi đánh dấu một cột mốc lịch sử. Nhóm Pi đã nêu rõ ý định chuyển từ môi trường web 2 sang web 3. Sự tích hợp này không chỉ tạo ra sự kết nối giữa hai mạng mà còn thể hiện tầm nhìn tạo ra một hệ sinh thái phi tập trung, an toàn và toàn diện hơn. Phân tích tiềm năng tích hợp dữ liệu của Google. Khi tích hợp dữ liệu từ các nền tảng web 2 như Google vào hệ sinh thái web 3 của chuỗi khối Pi, có một số khía cạnh cần được xem xét. Từ bảo mật dữ liệu Tính minh bạch cho đến lợi ích cho người dùng Pi, tất cả đều yêu cầu phân tích chuyên sâu. Tác động đến Pi Open Mainnet. Sự tích hợp này đã làm dấy lên những suy đoán về mức độ thân thiết của Pi Open Mainnet. Một số nhà quan sát tin rằng sự tích hợp này có thể là động lực thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong lộ trình của Pi. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là bước khởi đầu mà không có tác động đáng kể đến lịch ra mắt Pi Open Mainnet. Phản hồi từ cộng đồng người dùng Pi Phản hồi từ cộng đồng tham gia dự án Pi cũng là một khía cạnh quan trọng trong việc thảo luận về việc tích hợp dữ liệu Google. Cách cộng đồng phản ứng với sự thay đổi này, cũng như những hy vọng và mối quan ngại của họ về tác động lâu dài của nó, là những yếu tố quan trọng cần đưa vào phân tích. Dự đoán và triển vọng tương lai. Sự tích hợp tiềm năng này sẽ định hình hệ sinh thái Pi như thế nào trong tương lai là một câu hỏi liên tục hấp dẫn. Với một thông báo quan trọng sắp xảy ra từ nhóm nòng cốt, những kỳ vọng và dự đoán sẽ là những yếu tố chính quyết định hướng đi của dự án Pi khám phá sâu hơn về việc tích hợp dữ liệu của google vào p blockchain là rất quan trọng trong việc cung cấp sự hiểu biết toàn diện cho các nhà quan sát trong ngành và cộng đồng tham gia vào dự án này